Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19. Thông tin cụ thể được tham khảo trên báo Sức khỏe và Đời sống. Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn cách ly y tế tại vùng có dịch COVID-19. Theo đó, sổ tay này là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trên toàn quốc và được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Sổ tay cách ly y tế được ban hành với mục đích khoanh vùng cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để để không lây lan dịch sang các địa phương khác. Về quy mô khoanh vùng cách ly, tùy theo tình hình dịch thực tế tại địa phương có thể lựa chọn quy mô cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị thôn, tổ, đội, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tối thiểu cách ly 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly, tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn. Dịch COVID-19 cần quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các địa phương khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài. Trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh, như là hết thuốc, cần điều chỉnh liều, luôn luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra khỏi nhà. Các cơ sở y tế thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạng tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng tối thiểu là 2 tháng. Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Hình thức khai báo trên thiết bị là điện thoại thông minh, máy tính bảng, thông qua ứng dụng nCoV tải từ Google Play hoặc App Store. Trong quá trình khai báo y tế điện tử, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ số điện thoại 0949 760 366. Xin được nhắc lại 0949 760 366. Vì sao người cao tuổi kèm bệnh nền khi mắc COVID-19 có nguy cơ diễn biến nặng? Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi kèm các bệnh lý mãn tính như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, sơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính, vân vân, thì thường có triệu chứng nặng hơn những người khác. Họ cũng có nguy cơ cao, sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức chống đỡ kém trước sự tấn công của virus. Phân tích cụ thể hơn, theo tiến sĩ Trần Quang Thắng, trưởng khoa cấp cứu và đột quỵ Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, thống kê mới về dịch bệnh COVID-19 gần đây, nhóm người cao tuổi nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất và tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Người cao tuổi thường là nhóm người có nhiều bệnh lý mãn tính nên sức chống đỡ kém hơn rất nhiều. Ngoài các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng chống dịch COVID-19 thì vệ sinh khử khuẩn tại gia đình là rất cần thiết. Theo đó để vệ sinh khử khuẩn môi trường phòng chống dịch COVID-19 tại gia đình, các gia đình cần làm theo 7 hướng dẫn sau của cục quản lý môi trường y tế. 7 cách vệ sinh khử khuẩn tại gia đình phòng dịch COVID-19. 1 khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng chứa khoảng 5% sodium hypochlorite. Theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt virus, hoặc dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha, chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. 2. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa, sử dụng găng tay cao su, khẩu trang khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 3. Các bề mặt phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. 4. Khử khuẩn ít nhất một lần một ngày đối với các vị trí nền nhà, tường, bàn, ghế, đồ vật, bề mặt có nguy cơ tiếp xúc và khu vệ sinh. 5. Khử khuẩn ít nhất 2 lần một ngày đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung tắt các thiết bị điện tử, công tác đèn trước khi khử khuẩn. 6. Bố trí đủ thùng đường rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện. 7. Thực hiện thu gom xử lý rác thải hàng ngày theo quy định. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến vitamin, chất khoáng tăng đề kháng cơ thể trong mùa dịch bệnh COVID-19. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.